đọc sách với cô hạnh xin chào các em mời các em đọc sách với cô hạnh bambi và kiki tôi có thể tìm thấy con đường của tôi tôi có thể tìm thấy con đường đi đến trường của tôi chúng tôi đi ra khỏi cửa chúng tôi đi vào tiền sẵn chúng tôi đi xuống phố chúng tôi đi băng qua công viên chúng tôi đi quanh hồ chúng tôi đi qua cầu. chúng tôi đi lên cầu thang nối. chúng tôi đi ngang qua thư viện. chúng tôi đi băng qua đường chúng tôi ở đây tôi đã tìm thấy con đường đi đến trường của tôi hết rồi cảm ตามบี๊ยกแหงรับร้าย